phần tiếp theo mà chúng ta trao đổi đó là lệnh cắt hàng các đối tượng. Từ buổi 1 đến bây giờ thì chúng ta đều làm việc với các đối tượng đơn và chúng ta tạo ra nó bằng các công cụ cho sẵn. Có nghĩa là ví dụ tôi muốn vẽ một hình chữ nhật, tôi chỉ cần chọn nó, vẽ một cái là ra. Đó. Tôi chọn hình ellipse thì tôi chọn công cụ ellipse, vẽ một cái to nhỏ ngắn dài, rộng hẹp là nó sẽ ra. Vẽ một ngôi sao hay là một đa giác, nhấp chọn kéo là ra. Ví dụ như thế. Thế nhưng mà những cái hình này dù chúng ta đã thấy là có vài biến thể khác nhau, tuy nhiên là tôi muốn là tạo ra những cái hình phức tạp hơn nữa thì tôi sẽ phải làm như thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái cách là hàn các đối tượng vào nhau, cắt các đối tượng, dùng các đối tượng cắt lẫn nhau đi để sẽ tạo ra những hình mới hơn mà không hề có trong cái hộp công cụ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với các cái lệnh cắt hàn, đó là nhóm lệnh shaping. Để thực hiện việc này thì chúng ta sẽ chọn các đối tượng và chúng ta sẽ thao tác với nhau như sau. Đây, tôi sẽ lấy ví dụ bằng cách là tôi lấy hai hình, trước hết là lấy hai hình đã. Một hình vuông và một hình tròn. Để vẽ vuông với vẽ tròn thì các bạn biết rồi, chọn công cụ ellipse với lại chọn công cụ hình chữ nhật, sau đó thì khi vẽ chúng ta giữ phím control thì nó sẽ cưỡng bức hai cái cạnh bằng nhau để tạo thành hình vuông và hình chữ nhật. Bây giờ tôi sẽ xem xét nó ở trên ba cái biến thể khác nhau như sau. Một là các hình chồng vào nhau một phần, hai là các hình không dính dáng gì với nhau, và ba là chồng vào nhau mà chồng hẳn vào nhau, tức là nằm lọt lòng vào nhau. Bây giờ tôi sẽ copy, tôi cất giữ lấy cái trạng thái này để tí nữa tôi sẽ ví dụ trong các cái phần tiếp theo. Thế thì khi mà chúng ta chọn từ hai đối tượng trở lên thì các lệnh cắt hàm sẽ được hiện lên ở trên thanh property. Tất nhiên chúng ta có thể gọi nó trong menu object, nhưng mà thường thì tôi sẽ làm thẳng từ ở trên này, đỡ phải gọi sâu ở trong. Chúng ta sẽ đây, nó sẽ nằm ở trong cái nhóm shaping này. Các bạn thấy là biểu tượng nó rất giống nhau. Đó, nhưng mà truy vào trong menu thì chúng ta phải truy rất sâu chúng ta mới gọi được. Do đó thì cái sự hỗ trợ trên thanh property nó sẽ giúp chúng ta là gọi lệnh nhanh hơn rất là nhiều. Thì yêu cầu rất là đơn giản. Chọn từ hai đối tượng trở lên thì bắt đầu hiện lên cái biểu tượng này. Thì chúng ta sẽ lần lượt có mấy cái lệnh như sau: weld, hàn, trim, cut, intersect, tạo ra phần giao nhau giữa các đối tượng, simplify, các đối tượng giao nhau ở đâu thì cắt lẫn nhau ở đó, front mini back, lấy thằng ở phía trên cắt cho thằng ở phía dưới, đồng thời là cắt xong thì hủy bỏ cái phần giao cắt đi, back mini front là ngược lại, lấy thằng dưới cắt thằng trên, và create boundary là tạo ra một đối tượng mới có hình dáng và chu vi giống tổng hình dáng và chu vi của các đối tượng mẫu. Ở trong đó thì cái nhóm này là đi cùng với nhau, riêng có một lệnh tương đối đặc biệt là lệnh combine là được đặt riêng ra một nhóm. Và nếu so sánh thì có một cái lệnh là lệnh create boundary này thì là lệnh riêng của thằng Corel. Illustrator thì nó cũng có những cái lệnh giống như thế. Trong đó thì lệnh back minus front và front minus back là thằng Corel học theo thằng Illustrator. Đấy. Còn riêng thằng này là lệnh riêng của nó, của Corel. Bây giờ chúng ta xem xét từng trường hợp một nhé. Đầu tiên là lệnh weld. Giải thích đơn giản, hàn hai thằng vào với nhau hoặc nhiều thằng vào với nhau. Và từ những cái đối tượng khác nhau với các thuộc tính khác nhau thì sau khi hàn xong thì nó sẽ có chu vi và hình dáng giống như là hai chu vi và hình dáng gốc của các đối tượng gốc, nhưng mà nó sẽ chuyển thuộc tính về một thằng thôi. Đây, bây giờ các bạn xem, một vuông với một tròn, một đỏ với một xanh, sau khi hàn với nhau thì nó sẽ tạo ra một đối tượng mới có chu vi giống như là chu vi của hai cái hình gốc chồng lên nhau, có hình dáng giống như hình dáng của hai đối tượng gốc chồng lên nhau. Tuy nhiên từ một xanh một đỏ thì bây giờ nó chuyển về một thuộc tính duy nhất là đỏ thôi. Thế thì câu hỏi lại lặp lại là chuyển xanh hay chuyển đỏ, lý do vì sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái thao tác. Thao tác đầu tiên là tôi chọn cả hai và tôi hàn thì tôi sẽ có màu đỏ. Còn nếu như tôi chọn
đỏ, rồi tôi chọn xanh sau, giữ shift chọn lần lượt từng cái và tôi hàn. Thì hình dáng vẫn thế, nhưng lúc này thuộc tính thì sẽ là xanh, có nghĩa là nó cũng tuân thủ rất giống cái quy tắc giống hàng vừa đấy. Một là ưu tiên thằng làm dưới và hai là ưu tiên thằng chọn sau cùng đấy. Bây giờ hai thằng nằm cách nhau, có hàn vào được qua nhau không? Ok, vẫn hàn được, chỉ có điều là nó là một đối tượng gồm có hai mảnh hoặc nhiều mảnh nếu như các mảnh đó nằm không đè vào nhau, không dính vào nhau. Trường hợp thứ ba theo các bạn nó thành cái gì ạ? À, thành hình vuông. Thế còn màu? Ok, hình thì chắc chắn là vuông rồi, còn màu thì tùy thuộc theo cách chọn của chúng ta, đúng không? Như vậy là chúng ta đã làm quen xong với lệnh hàn rất đơn giản, rất nhanh. Ok, bây giờ chúng ta xóa bỏ cái thằng này đi và chúng ta sẽ control V dán cái vừa nãy tôi đã copy lại để chúng ta nói tới trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai được gọi là trim hay là lệnh cắt. Bây giờ khi tôi nhấn lệnh trim, một trong hai thằng sẽ trở thành dao cắt, cắt thằng còn lại. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy là thằng trên đang cắt thằng dưới. Bây giờ tôi lại phải thử nghiệm lại xem là thứ tự ưu tiên là như thế nào. Chọn thằng đỏ, chọn thằng xanh, sau đó trim thì thằng đỏ sẽ cắt thằng xanh. Như vậy là vẫn có hai cái tư duy khác nhau. Khi mà chọn không rõ thứ tự thì thằng trên sẽ cắt thằng dưới, còn nếu mà chọn có thứ tự thì thằng nào được chọn sau sẽ là thằng bị cắt, còn cái thằng chọn trước sẽ thành dao cắt. Bây giờ thử nghiệm tiếp trường hợp là hai đối tượng không dính vào nhau, có cắt được nhau không? Lệnh có được thực hiện không? Chúng ta nhấp lệnh, lệnh vẫn được thực hiện, tuy nhiên là không thằng nào xuất mẻ cả, tại vì là con dao không hề cắt vào con gà đó. Bất kể là thằng nào chọn trước, thằng nào chọn sau, trường hợp này chúng ta gọi nôm na gọi là chém gió đó. Có chém đấy nhưng mà không trúng. Thế còn trường hợp 3, trường hợp này thì hơi đặc biệt một tí. Tôi chọn và tôi ra lệnh cắt thì thằng trên sẽ cắt thằng dưới đúng bằng cái diện tích của nó. Tuy nhiên nếu như mà bây giờ chúng ta lại làm cái thao tác là chọn thằng dưới rồi chọn thằng trên, lần này chúng ta sẽ thấy có hồi đáp là nothing change, không có gì thay đổi cả. Điều kiện cắt được nhau là gì? Phải giao nhau thì mới cắt được nhau. Tuy nhiên giao nhau một phần thì cắt thế nào cũng được, trên cắt dưới, dưới cắt trên, to cắt nhỏ, nhỏ cắt to đều được hết. Nhưng nếu mà nằm lọt lòng vào nhau thì chỉ có thằng bé mới có quyền khoét bụng thằng to ra, còn thằng to nếu mà cắt thằng bé thì thằng to không cắt được. Thằng to có thể cắt được nếu như nó trường hợp nó chồng vào một phần thì nó sẽ cắt được ngay đấy. Nhưng mà thằng to với thằng bé mà hai thằng lại còn lọt lòng nhau thì chỉ có thằng bé mới được quyền khoét thằng to ra, thằng to không cắt được thằng bé. Thì cái trường hợp này là hơi khác biệt một tí nhá. Bây giờ chúng ta xem tiếp, Ctrl V dán tiếp các bộ mẫu vào đây và chúng ta thử nghiệm tiếp trường hợp thứ ba, đó là lệnh intersect. Intersect thì tôi giải thích là nó sẽ phát sinh hai thằng gốc không bị mất đi miếng nào cả, mà nó sẽ phát sinh ra một đối tượng mới. Đối tượng mới đó có hình dáng, có vị trí giống hình dáng và vị trí ở phần giao nhau giữa hai đối tượng gốc. Thế còn thuộc tính thì hoặc là theo thằng đỏ hoặc theo thằng xanh, tùy theo cái cách chọn lựa của chúng ta. Ví dụ tôi chọn như này thì chắc chắn sẽ tạo ra thằng đỏ. Đây, nó nằm ẩn dưới thằng xanh. Tôi nhắc ra các bạn sẽ thấy cái mảnh đó, nó chính là phần giao nhau giữa hai đối tượng đó. Đây thằng bố, thằng mẹ và đây thằng con phát sinh ra đó. Còn nếu như bây giờ tôi chọn thằng đỏ trước, chọn thằng xanh sau và tôi chọn intersect này thì cái thằng phát sinh ra sẽ theo thằng xanh, đúng không? Đấy. Tùy vào cách chọn thì nó sẽ giống bố hay giống mẹ. Thế còn trường hợp mà hai thằng mà không dính vào đến nhau thì lệnh nào có thực hiện được không ạ? Điều kiện tiên quyết là phải dính vào nhau, có phần giao nhau thì nó mới phát sinh ra được, đúng không? Rất giống đời thường, bây giờ không chạm vào nhau làm sao mà làm gì được.
Đây. Không có gì thay đổi cả. Tại vì không có phần giao nhau. Đó. Thế còn trường hợp này thì trường hợp thứ ba nằm lọt lòng hẳn nhau thì chắc chắn là đối tượng phát sinh là đối tượng bé rồi. Chỉ có điều là nó theo màu đỏ hay theo màu xanh thì là tùy vào cách chọn của chúng ta thôi. Đó. Đây, nhắc ra sẽ là màu đỏ. Còn nếu mà chọn đỏ trước, đó, chọn xanh sau thì chắc chắn là sẽ phát sinh là thằng màu xanh. Ok, vậy là chúng ta biết thêm một lệnh nữa, đó là lệnh intersect phát sinh ra theo những cái gì mà giao nhau. Trường hợp thứ tư nó gọi là simplify. Simplify thì bây giờ tôi ví dụ bằng cách là lấy thêm một đối tượng nữa đi. Bây giờ tôi có các đối tượng chồng vào nhau một phần không dính dáng gì đến nhau và nằm lọt lòng nhau. Đây, bây giờ chúng ta xem. Thực ra thì cái lệnh này thì nó hơi giống như là lệnh trim, nhưng mà nó khác biệt ở chỗ nào. Tí tẹo nữa chúng ta quay vòng trở lại với đây, nếu thế chúng ta so sánh luôn nhé. Đặt đây để chúng ta so sánh luôn. Một bên này tôi sẽ sử dụng lệnh trim. Ok, rồi. Bên này tôi sẽ sử dụng lệnh simplify. Thoáng nhìn thì các bạn thấy là nó rất giống nhau, đúng không ạ? Bây giờ tôi mới nhắc từng đối tượng ra một để xem là nó giống nhau, nó khác nhau cái gì. Lệnh trim vẫn có cắt nhau, nhưng nó sẽ chỉ diễn ra giữa thằng ở trên đỉnh và thằng dưới đáy thôi. Đấy. Thế còn lệnh này thì cứ tầng trên thì cắt sáng của tầng dưới, thằng dưới lại cắt của thằng dưới nữa, thằng dưới lại cắt của thằng dưới nữa. Nói tóm lại là cực kỳ giống trong cuộc sống bình thường. Thằng trên cùng sẽ bắt thằng dưới một tí cống nộp, thằng dưới cùng cống nộp xong lại bắt thằng dưới mình cống nộp tiếp. Đấy. Còn thằng này thì chỉ có thằng trên cùng ăn thằng dưới thôi. Đấy. Và thằng dưới này thì lại cũng ăn, nhưng mà riêng thằng này thì lại thằng ở giữa là không bị thằng trên ăn. Đấy. Tức là thằng dưới cùng bao giờ cũng bị các thằng trên mỗi thằng xén một tí theo cái phần giao nhau, nhưng mà đặc biệt là các thằng trên thì không lấy lẫn của nhau, chỉ đè đầu cưỡi cổ thằng bé nhất ở dưới cùng thôi, còn thằng này thì cứ tầng trên là ăn thằng dưới. Đấy. Thằng này thì vừa nãy chúng ta nói rồi đúng không, không giao nhau chắc chắn không làm được. Thằng này có làm được không? Thực ra là nó vẫn ra lệnh mày cống nạp cho tao đi, nhưng mà do không bọn kia trốn mất không túm được cho nên là cũng không thu được cái gì cả. Còn lệnh thu thuế chắc chắn là có. Đấy. Thế còn thằng này thì sao? Trường hợp mà nằm lọt lòng thì hai thằng giống nhau. Đây. À, xin lỗi, cũng không giống nhau. Đây, thử nhá. Trim này. Và simplify. Đây. Thằng vàng này sẽ đục thằng xanh này. Thằng xanh thì sẽ đục thằng gì đây ạ? Thằng này. Đấy là lọt lòng nhá. Thì tất cả đều bị thằng trên đục khoát cả. Thế còn thằng này thì sao? Bây giờ chúng ta xem này, nhắc ra này. Thằng xanh bị không? Không bị. Chỉ có thằng đỏ bị thôi. Và thằng đỏ bị là cái thằng xanh to nhất. Nó nói. Thực ra thì thằng đỏ cũng bị thằng vàng này cắt, nhưng mà sau đấy lại bị thằng xanh cắt tiếp, mà vết cắt của thằng xanh to hơn cho nên chúng ta không nhìn thấy cái vết cắt của thằng đỏ thôi. Đấy. Nhưng mà thằng xanh thì tuyệt đối trong mọi trường hợp thằng xanh là thằng nằm ở giữa, không bị thằng đỏ xé mất cái gì. Đấy là sự khác biệt giữa cái simplify và lệnh trim. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp trường hợp tiếp theo. Đấy là hai cái lệnh mà thằng Corel vay mượn của thằng Illustrator. Một là front minus back và thằng thứ hai là back minus front. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem này. Giao nhau này. Front minus back. À, xin lỗi xem nào. Đúng không? À, đúng rồi. Đây, front minus back. Đây, chọn này. Thằng dưới cắt thằng trên, cắt xong thì hủy luôn cái con dao cắt đó đi.
nói nôm na giống như kiểu là gây án xong là vứt bỏ hung khí ấy. Đấy. Bây giờ chúng ta xem tiếp không giao nhau. Thao tác cắt vẫn có, kể cả không cắt được cũng vẫn hủy con dao đó đi. Thế còn thằng này cắt được không ạ? Trường hợp này là thằng dưới cắt thằng trên đấy, chắc chắn là không cắt được. Lọt lòng nhau thì chỉ có thằng bé cắt thằng to, thằng to sẽ không cắt được trong trường hợp này, nó sẽ nêu luôn là nothing trên, không có gì hết. Bây giờ chúng ta kiểm nghiệm trường hợp ngược lại. Trường hợp ngược lại thì là trên cắt dưới, sau đó thì thằng trên là dao cắt bị hủy luôn. Trường hợp này không cắt được cũng hủy, trường hợp này chắc chắn là cắt được và cũng hủy. Ok, và cuối cùng chúng ta nói tới cái lệnh riêng của thằng Corel. Lệnh riêng của thằng Corel là Great Boundary, thì nó phát sinh ra một đối tượng mới có chu vi, có hình dáng giống như hiện trạng của các cái đối tượng gốc, tuy nhiên nó không có màu bề mặt mà chờ chúng ta tô. Đấy. Tách ra thành nhiều mảnh thì nó cũng sẽ tạo thành một đối tượng mới có nhiều mảnh mà chưa có bề mặt. Thế còn thằng này thì sao? Đương nhiên là thằng to rồi, phát sinh giống thằng to và không có màu. Thế đây là cái nhóm gồm các lệnh well, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front và create boundary. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái lệnh rất là đặc biệt được xếp riêng ra. Nhưng mà lệnh này thì bây giờ sẽ có giống và khác, cho nên tôi cũng sẽ tạo ra một cái bản sao để tôi so sánh luôn giữa hai cái trường hợp. Cái này thì nó hơi có cái điểm giống và cũng có điểm khác với well. Bây giờ chúng ta so sánh hai cái nhé. Làm well trước, tại vì well chúng ta nói rồi. Hàm này. Ok, well. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra sang đến combine. Kết hợp combine. Bây giờ chúng ta đi đến kết luận gì nhỉ? Với combine thì chúng ta có thể là kết hợp giữa các đối tượng khác nhau thành một thể thống nhất, có chu vi giống như là chu vi của các hình gốc, có thuộc tính sẽ theo thuộc tính của một trong hai thằng tùy theo cách chọn. Tuy nhiên là nếu mà chồng vào nhau thì nó sẽ khoét cái đoạn mà chồng lấn lên nhau đi thành lỗ thủng. Trường hợp mà không dính vào nhau thì vẫn kết hợp, nhưng mà do nó không chồng vào nhau cho nên không thằng nào bị khoét cả. Còn trường hợp này đây, lọt lòng thì nó sẽ khoét đúng bằng diện tích của thằng bé, lọt lòng vào thằng to. Và nó có một cái điểm giống nữa và khác nữa là như thế này. Khi tôi có một đối tượng mà combine thì tôi có quyền là tách trả nó ra. Chúng ta sẽ có nút lệnh break, phím tắt là Ctrl K. Các bạn hãy nhớ kỹ cái phím lệnh Ctrl K này cho tôi, tại vì đây là một phím lệnh được sử dụng cực kỳ nhiều trong Corel. Bất kể cái gì mà muốn tháo gỡ ra thì chúng ta đều gọi tới cái lệnh Ctrl K này, gần như là trong Corel nó là cái thằng thống soái trong cái việc tháo dỡ. Tách này, đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tách được hai thằng, trả về diện tích thì nhài gốc, tất nhiên thuộc tính thì nó không trả về được. Tách này, và kể cả đã đục thủng lòng như thế này, tách này, nhắc ra chúng ta cũng sẽ vẫn thấy đầy đủ tất cả các đối tượng gốc. Đấy. Nhưng mà thằng well chỉ có trường hợp duy nhất là nằm thành các cái mảnh mà rời nhau thì mới có quyền tách. Thế còn hàm mà chồng vào nhau một phần, hàm theo kiểu lọt lòng nhau thì không tách ra được. Đấy, thằng well và thằng combine nó khác nhau đấy. Giống nhau có mỗi cái trường hợp là gì đây ạ? Nằm tách ra, không dính dáng gì với nhau thì hàm và combine giống nhau, well và combine giống nhau, đều là tạo thành một đối tượng mới có nhiều mảnh và đều có thể tách trả ra được. Đấy. Còn lại các trường hợp khác thì nó đục thủng cái phần giao nhau và combine thì tách ra được, còn well thì không tách được. Ok, vậy là chúng ta đã nắm được các cái thao tác cắt hàm cơ bản. Với từng đấy thứ cộng với tất cả những kiến thức gốc ban đầu của chúng ta đã nói, bây giờ các bạn bắt đầu có thể thực hành được cho tôi rồi.
Và bây giờ bài tập thực hành của chúng ta là gì?